Hôm nay là 27 tháng 11 năm 2021. Năm giờ chiều nhờ con gái nhỏ quét hai phòng. Con gái nhỏ quét phòng bên kia rồi, giờ qua phòng bên ba mẹ quét. Ở nhà, con gái nhỏ quét phòng ở nhà. Không biết có quét như múa ba lê giống chị hai không? Không biết có sạch không nữa nha. Quay video mình để dành coi chơi. Mốt chờ cái nhỏ lấy chồng mình chiếu lên coi chơi. À, thấy cái bộ kỹ thuật quét cái bộ tốt hơn chị hai rồi đó. Chị hai quét y như múa ba lê vậy đó. À, cái nhỏ thấy và quay video nên giả bộ móc móc ở dưới chơi hóc. Móc móc dưới gầm bàn rồi ha. Còn bình thường mà không có ba hả? Quét sạch 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 giống chị hai. Đó. Đây là sản phẩm tóc của con với chị hai với mẹ đó. Ba với Tâm Mì có tóc đâu. Goodbye, see you again. Một hồi sẽ lên sóng thôi nha. 5 phút sau sẽ lên sóng liền. Phải nhìn ở đây cười cái cảm ơn. Yeah, bye.